Xin chào tất cả các anh chị em yêu Lan. Hôm nay thì mình quyết định là mình dỡ một cái chậu lan ra để mình kiểm tra cái bộ rễ của cái cây lan của mình. Sau một thời gian mình chăm sóc, mình tưới tắm thì để kiểm tra xem cái giá thể của cái chậu lan nó có bị làm sao hay không, và cái bộ rễ của cây lan nó phát triển như thế nào. Và khi mà mình rỡ ra thì mình thấy rằng rất là ngạc nhiên về cái bộ rễ của cây lan, nó phát triển khá là tốt. Do đó thì mình quay lại cái video này để anh chị em xem, và cũng có thể là anh chị em tham khảo cái phương pháp chăm sóc cái cây lan của mình. Ở đây thì các bạn thấy rằng là cái cây lan này của mình thì cái bộ rễ của nó phát triển khá là khỏe. Đây, những cái rễ cũ thì hiện nay thì nó đã ra được những cái rễ răm, những cái rễ răm mới khá là khỏe và ổn định. Đấy. Thế còn đối với lại cái mầm gốc thì các bạn thấy rằng là cái mầm gốc này thì nó đã ra được 2-3 cái rễ khá là khỏe và nó bắt đầu nó đâm xuống phía dưới. Đấy. Thì cái phương pháp chăm sóc của mình ở vườn ấy, thì trong giai đoạn này thì cái giá thể của mình thì mình chủ yếu là sử dụng cái vỏ thông cỡ to ở dưới, và ở phần bên trên thì mình có sử dụng cái vỏ thông cỡ nhỡ và một số cái viên đá bọt nha anh chị em nhé. Thì sau thời gian chăm sóc thì mình thấy rằng là cái giá thể này của mình nó khá là tốt cho cái bộ rễ của cây lan. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bổ sung cái giá thể lại. Thì ở bên dưới này thì vẫn là giá thể cỡ to nha các bạn nhé. Giá thể cỡ to. Đây này. Đấy, những cái giá thể như này. Và bây giờ thì mình sẽ bổ sung lại cái giá thể. Đấy, thì khi mà bổ sung giá thể thì các bạn cần phải nhẹ nhàng thôi. Tại vì nó có nhiều cái rễ mới, nó còn non, thì chúng ta bổ sung giá thể, chúng ta bổ sung một cách nhẹ nhàng thôi. Cho một ít đá bọt vào đây. Đá bọt này nó thoáng gốc nha các bạn nhé. Nó thoáng rễ và nó giữ cho cái độ ẩm nó vừa phải, nó không giữ nhiều độ ẩm quá. Cây lan thì nó cần độ ẩm chứ nó không cần ướt. Đấy. Nên là cái việc tưới lan của mình ấy, thì trong cái giai đoạn mùa mưa như thế này thì đến tận 3-4 ngày thì mình mới tưới cho cây lan một lần nha các bạn nhé. Mình không tưới nhiều đâu. Tưới nhiều thì nó rất dễ bị làm thối rễ nha các bạn nhé. Những cái rễ non này này, nó ra như này mà chúng ta tưới nước nhiều thì rất dễ làm ẩm, cái ẩm quá và làm thối rễ của chậu lan nha các bạn nhé. Rễ nó mọc khá là đẹp. Và trong cái giai đoạn này thì mình cũng chưa hề bón phân cho cái cây lan này nha các bạn nhé. Mình chưa bón phân tan chậm đâu. Mình chủ yếu là sử dụng cái GE gừng, rồi là cái Super Thai Bio Rot B1 và một chút cái phân NPK. Thì anh chị em nào mà quan tâm thì anh chị em có thể là xem cái video chia sẻ của mình về cái phương pháp chăm mầm gốc của mình ấy. Thì đây là cái kết quả chăm cái mầm gốc của mình trong cái giai đoạn này. Thì các bạn thấy rằng là cái bộ rễ của nó phát triển khá là khỏe mạnh, và cái mầm gốc nó cũng đã lên rồi. Và mầm gốc lên đến đâu thì nó ra rễ đến đó nha các bạn nhé. Đây này, rễ của cái mầm gốc này này, nó phát triển
phát triển cực kỳ khỏe luôn. Đấy, đấy, nó ra 3-4 cái rễ liền ở cái mầm gốc này. Đấy, bổ sung giá thể như này thì cơ bản là đã xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ bổ sung thêm một chút cái giá thể mịn, tức là vỏ thông mịn ở bên trên mặt nữa là xong. Và mình bổ sung một chút cái giá thể mịn ở bên trên như này là xong nha các bạn nhé. Và khi mà chúng ta bổ sung giá thể thì chúng ta chú ý là để cái gốc của cây lan nó cao lên trên so với lại cái bề mặt giá thể một chút. Thì sau này thì cái cái rễ của cây lan này nó sẽ tự nó tìm, nó đâm xuống cái giá thể nha các bạn nha. Và khi mà các bạn làm như này thì cái rễ lan của chúng ta nó sẽ không bị đen cái đầu rễ, nó không bị đuôi cái đầu rễ. Và cái gốc này thì nó cao hơn so với lại cái bề mặt giá thể ấy. Thì sau này thì nó sẽ ít khi bị thối cái mầm gốc này nha các bạn nhé. Đấy thì là mình đã thực hiện xong. Và sau khi mà trồng xong như này thì các bạn sử dụng cho mình là 1ml cái sản phẩm Hùng Nguyễn ấy. Đây này, cái dung dịch Hùng Nguyễn đây này. Đây, cái Hùng Nguyễn này thì các bạn sử dụng là 1ml trên 1 lít nước. Và anh chị em phun ướt đẫm toàn bộ cây lan, toàn bộ gốc và rễ và giá thể của cây lan, để cho nó thứ nhất là nó diệt trừ các cái loại nấm khuẩn khi mà chúng ta vệ sinh cái giá thể, hay là khi mà chúng ta trồng lại thì nó diệt cái nấm khuẩn khi mà chúng ta thao tác, chúng ta trồng thì nó tạo ra những cái vết thương hở ở cây lan cũng như là những cái rễ lan. Thì các bạn sử dụng như thế cho mình là 1ml trên 1 lít nước và phun ướt đẫm đi. Sau đó thì các bạn để cái chậu lan vào cái vị trí ở trong vườn, và các bạn để như này khoảng độ 4 đến 5 ngày sau thì các bạn hãng tưới lại. Thì về cái mùa này thì ở miền Bắc của chúng ta thì nó độ ẩm không khí nó cao, thì các bạn cứ để 4-5 ngày sau thì các bạn hãng tưới, chứ đừng có tưới nhiều. Các bạn tưới nhiều là nó dễ bị thối cái bộ rễ của cây lan nha các bạn nhé. Thì ở đây thì tất cả các cái cây của mình thì các bạn thấy rằng là mình đều tưới rất là ít nước thôi, 4-5 ngày thì mình mới tưới một lần trong cái mùa mưa như thế này nha các bạn nhé. Và khi mà trồng thì các bạn cần phải kiểm tra cái giá thể ở bên trên thì nó phải khô thoáng như này, và ở bên dưới thì nó đủ cái độ ẩm. Đấy, bới xuống bên dưới thì nó đủ cái độ ẩm. Đấy, đây này các bạn thấy này, ở bên dưới thì nó ẩm, nó có cái độ ẩm. Rồi, ok, và mình xin kết thúc cái video chia sẻ hôm nay ở đây. Và nếu như mà các bạn xem cái video này thấy ý nghĩa thì các bạn cho mình xin một nút like và một lời bình luận vào cái video để cho kênh Đức Hoa Lan của mình ngày càng phát triển hơn. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.